bắt đầu like nha. Cả nhà, những cái khách nào của Thủy có đã sử dụng và đang sở hữu cái lọ răng miệng là một này, tinh dầu răng miệng hoặc là tinh dầu hô hấp hoặc là tinh dầu xả chanh mà Thủy tặng thì các bạn vào xem like với mình nhé. Xem like để làm gì ạ? Xem like để chia sẻ. Chào cậu Bình, chào chị Hằng nhá, Hương Lan Hình Thị. Hello mọi người có thể vào và chia sẻ để biết được cái cách mà chúng ta sẽ pha cái dung dịch ha. Mình hướng dẫn cả nhà pha cái dung dịch nước này, cồn và cái tinh dầu răng miệng hoặc là tinh dầu Annie là cái chai hô hấp mà các bạn vẫn mua đấy. Đây là cái sản phẩm mà công ty vừa mới thay cái mẫu thôi, để cho chị em chúng ta tin tưởng để sử dụng cho các cháu nhỏ. Hoặc là cái chai đây, nó cái mẫu hô hấp là nó như thế này này, Annie chính là hô hấp nha các bạn. Cái chai nhỏ thì nó như thế này, cái chai hô hấp lớn là nó như thế này ha. Rồi, mời cả nhà vào xem live và chúng ta hướng dẫn cùng nhau sử dụng cái tinh dầu mà chúng ta đang có ở trong tay, đặc biệt là các khách hàng của Thủy ha. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái tinh dầu này như thế nào. Thì các bạn để chúng ta phòng ngừa cái bệnh viêm phổi cấp thì chúng ta sẽ pha cái lượng như sau nha các bạn. Với một cái chai xịt như thế này, một cái bình xịt như thế này, bình xịt này là dung tích là 20ml ha các bạn ha. Này phải 30ml á. Đó. Cái bình xịt này là 30ml nha các bạn. Thì cách mình sử dụng đó là mình sẽ lấy là 10. Nếu chúng ta pha là chúng ta pha tỷ lệ 1 phần 10 nha các bạn. Đó, 1 phần 10 nghĩa là 1 phần là cồn nhé các bạn. Đấy, 10% đó. Cồn 90 độ đây là các bạn. Nhà mình lưu ý ha, lấy cồn 90 độ ha. Sau đó các bạn chế vào đây cho mình. 90% còn lại là nước nhé. Nước mà chúng ta sử dụng hàng ngày á. Nước lọc, nước uống á. Rồi các bạn cho dùm mình. Đây là tinh dầu hô hấp nha các bạn. Tinh dầu hô hấp mà các bạn đang sử dụng hoặc là tinh dầu răng miệng. Đây cái chai răng miệng mà các bạn đang sử dụng nha các bạn. Đây là tinh dầu răng miệng để đánh răng súc miệng mà các bạn đang sử dụng của nhà Thủy ha. Hoặc là tinh dầu xả chanh mà Thủy đã tặng các bạn trong những cái ngày qua ha. Bất kỳ ba loại này các bạn đều sử dụng được ha. Với tinh dầu hô hấp hoặc là tinh dầu răng miệng hoặc xả chanh, các bạn đỡ cho mình 1, 2, 3 giọt như thế này. Rồi, sau đó các bạn nắp vào. Nắp vào và lắc đều. Như vậy là chúng ta đã được một cái dung dịch sát khuẩn cho cái căn phòng của mình. Bởi vì không phải nhà nào chúng ta cũng có đèn xông. Nếu các bạn có đèn xông thì các bạn biết rồi, cái live stream trước thì đã nói. Chỉ cần nhỏ 2 đến 3 giọt là các bạn cắm lên cái đèn xông chúng ta sát khuẩn cả căn phòng. Tuy nhiên là cái đèn xông đó chúng ta chỉ sử dụng trong phòng. Còn cái dung dịch này các bạn lưu ý, các bạn có thể xịt vào khẩu trang ha, hoặc là các bạn xịt vào ngay cái người mình ha. Các bạn xịt vào người mình, đây là các bạn nhìn nè. Đó, các bạn nhìn thấy nó phun sương chưa ạ? Cái bình xịt nó rất là mạnh ha. Các bạn xịt vào xung quanh người của mình như thế này, hoặc là xịt vào xung quanh người con mình khi chúng ta bước ra ngoài ha, để xung quanh chúng ta đã có cái dung dịch sát khuẩn, xịt vào bàn tay của các bạn khi các bạn đi ra ngoài ha. Đó, hoặc là con của mình. Như vậy là chúng ta đã tự tạo được cho mình một cái dung dịch sát khuẩn rất là tốt. Và đây là cái hướng dẫn của bên công ty Dạ Thảo Liên, và chính giám đốc đã hướng dẫn để toàn hệ thống mình phổ biến cho các bạn đang sử dụng. Dạ, em chào cô Thu Thúy. Con chào Mực. Chào Bùi Biên. Chào cô Bùi Biên. Chào Thủy Tít, chào An Lê, Thủy Tú, Phạm Hải Hai. Chào tất cả mọi người ha. Mình chỉ chia sẻ rất là ngắn về cái việc mà chúng ta sử dụng cái chai như thế này. Mình nói luôn ha. Vậy thì cái chai này mình sử dụng có ở đâu? Thì như công ty cũng vừa mới mình chúng ta cũng vừa tụi những sĩ như mình, đại lý đã ý kiến về công ty để công ty có thể cung cấp cho mình những cái chai như thế này, bởi vì không phải ai cũng biết mua ở đâu. Thì có lẽ là sang tuần là tất cả các đại lý cũng như là hệ thống của Dạ Thảo Liên đều có những cái chai như thế này. Và cái chai này nếu khách hàng mỗi một khách hàng mua một sản phẩm của Dạ Thảo Liên thì sẽ được nhận một cái chai dung dịch, một cái vỏ chai xịt như thế này để các bạn về nhà các bạn pha chế. Các bạn mua Annie hay là mua răng miệng hay là mua hô hấp ha,
thì hoặc là tinh dầu xả chanh sắp về, các bạn cứ mỗi một sản phẩm là các bạn sẽ tặng được tặng một chai như thế này để các bạn về nhà pha dung dịch. Và các bạn lưu ý ha, chúng ta không có đèn sông hay là có đèn sông thì chúng ta cũng đều sử dụng cái chai này để chúng ta xịt toàn thân của mình, cũng như là các con, hoặc là cái khẩu trang, hoặc là căn phòng của chúng ta, chúng ta xịt sát khuẩn phòng của chúng ta ha. Thì chỉ với 3 giọt thôi là các bạn có thể là tạo được một cái chai như thế này, với 20ml các bạn xịt được rất nhiều khắp các phòng như thế này nha các bạn. Và đặc biệt mùi rất là thơm ha. Với tinh dầu xả chanh, tinh dầu hoa hướng và răng miệng các bạn đều sử dụng được nhé. Đó là cái phần mà mình muốn chia sẻ về cái cách và công dụng của cái sản phẩm mà chúng ta đang sử dụng, đang có ở trong tay, để chúng ta cùng nhau vượt qua cái dịch viêm phổi này. Mong rằng tất cả các khách hàng của Thủy sẽ biết cách sử dụng và có trong tay được cái bí quyết và cái độ tin cậy, cũng như là yên tâm đẩy lùi cái dịch bệnh, không để cho cái dịch viêm phổi này làm cho chúng ta hoang mang lo lắng, vì chúng ta đã có cái sản phẩm của mình có thể phòng dịch được trong tay. Chào các bạn nhé.